Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em muốn giới thiệu tới anh em 5 mẫu pin lọc sắt, hay còn gọi là lọc ga, thông dụng nhất. Trước tiên là trên tay em đang cầm để gửi tới anh em, đấy chính là cái pin lọc 5/15 R12. Đây có thể nói là một trong số những cái dòng pin rất là thông dụng để cho việc chế độ không những dòng xe tải, máy xúc, máy công trình mà còn có thể sử dụng cho một số dòng xe con đời cổ. Với cái thiết kế của các cái loại pin sắt này thì bên ngoài được bao bọc bằng cái phần sắt, bên trong là các cái lõi lọc cao cấp để lọc khi mà chúng ta đưa ga vào hệ thống thì sẽ qua cái lọc này và sẽ giúp cho thứ nhất là cái ga của chúng ta sạch hơn trước khi đưa vào đường ống. Và trên mỗi một cái thân lọc này thì nó sẽ có một cái đầu van để chúng ta bắt vào van áp suất. Đấy chính là cái van để điều chỉnh áp suất của khí ga. Ví dụ như khi ga cao, áp nó cao, nó sẽ đóng không cho ga vào trong để bảo vệ hệ thống điều hòa đấy ạ. Đây, trên tay em là đang cầm cái pin 5/15 rất là thông dụng. Đấy là đầu gen to đấy. Nó cũng có một loại nữa, nó là pin 5/16 như thế này, nhưng mà đầu gen nó nhỏ hơn. Với cái đầu gen 5/15 này thì nó rơi vào là 16, còn 5/16 thì nó rơi vào là 14, và nó có một dòng loại như thế này nữa, cũng 5/15 nhưng nó đầu côn, thì chúng ta thường hay gọi, như anh em thông dụng thợ thường hay gọi, nó là cái pin 318. Tất cả các cái sản phẩm pin lọc hay lõi lọc thì với những cái hàng thông dụng này, bên em làm sản phẩm là 100% của hãng Chunghwa, là một hãng đã có tên tuổi và có tiếng trên thị trường quốc tế cũng như tại thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Với cái lọc này anh em có thể nhìn này, từ các cái mối hàn của nó này, rất là đẹp, rất chắc chắn, nó không bị sần sùi như các cái hàng thường. Đây, đây chân quay, đây là cái 515R12 này, còn đây là cái pin 515R134. Một số gần như là đến, cho tính đến thời điểm hiện tại thì cái dòng ga R134 hoặc là đầu R134 này thì nó cũng thông dụng, bởi vì cho các cái dòng xe tải nhỏ và xe độ chế đời mới đấy, tất cả các đầu co của nó đều là 134. Cái dòng co gen to hơn thì nó là lắp cho máy xúc của Doosan, gen này nó to hơn. Đây anh em có thể nhìn vào mắt thường có thể thấy này, đây cái bước gen của nó thì khá là to hơn. Tiếp đến là một dòng pin vuông góc, hay còn gọi là pin của Kia, Kia tải, Kia K125, 165, 190, K2700 và K3000. Đây, đây chính là cái pin lọc của nó. Hình thù của nó pin là pin vuông góc. Cái đầu gen thì nó như 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 5/15 luôn anh em ạ. Đầu gen thì như 5/15. Nhưng mà với cái dòng thân to này thì là nó phục vụ cho các cái dòng xe như Hyundai Cauti và Cherut, cái xe đợt đời trước nữa, của mùng 3 tháng 2, mùng 9 tháng 5 gióng. Đây, đây là cái pin. Với cái phòng dòng phục vụ cho dòng xe 29 chỗ thì cái lọc của nó to hơn so với cái bình thường để nó lọc tốt hơn, vì khí ga đưa vào cái dòng 29 chỗ thì nó lượng lưu lượng của nó nhiều hơn. Đây, nó cũng có đầu bắt van áp suất, hai đầu gen bình thường. Đây sẽ là cái đầu em đang xem, mở cho anh em xem là đầu đời 12 này. Đây là cái khí nó bảo vệ. Đây, đây chính là có một cái lớp gioăng này thì chúng ta gọi là R12 đấy ạ. Đây. Này nó chặt quá, nó phải có kìm. Thì em muốn mở ra để cho anh em nhìn cái 134 là nó chỉ khác so với cái 12, là cái 12 nó có cờ,
và có điểm để cho chúng ta cho doang. Còn cái 134 thì nó thẳng xuống. Đó. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu vừa sơ qua tới anh em cái sản phẩm đấy, chính là 5 cái mẫu lọc sắt thông dụng nhất sử dụng cho điều hòa ô tô, máy xúc, máy công trình, xe tải, xe con. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu quan tâm, tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.